Hi guys, welcome back to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các tựa game sau đây nha. Scary Teacher. Chúng ta sẽ cùng đi trêu cô giáo. Làm hỏng chiếc TV của cô ấy. This will always be my favorite show. My favorite show. Nào bạn các cô giáo là cũng phải vào cái phòng nhà kho này đầu tiên để xem có gì dùng được không. Thì chúng ta sẽ lấy luôn. Và đây có kéo này. Mình phải lấy cái này, lấy cái búa nhỉ. Lấy cái này đi. Để phá tivi của cô. Chắc là mình dùng cái này mình sẽ đập được. Đập vỡ màn hình. Ồ, cả khóa rồi. Có cả bẫy luôn. Cô đang đi đâu nhỉ? Phòng TV của cô ở đâu ta? Úi trời. Cô đang tập thể dục. Cô đang trên tầng 2. Chúng ta đã phá hỏng được tivi của cô. Tiếp theo là gì đây? Cắt bộ váy của cô ấy. Ngăn cản cô ấy đến với bữa tiệc. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Ấy, trong đây mình thấy là kho hình như là có kéo. Mình sẽ vào đây để kéo luôn. Đây, kéo này. Cái kéo này có cắt được không ta? Lại lên tầng 2.
sang. Ôi trời 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 trời. Mọi người đổ hết vào ta.
chưa ra xe cả.
from my two okay, anh bạn chạy đi đâu? Ơ, sao mình không thể di chuyển thế này? Thank you.
Oh no. Oh. Sigura di Ramayana. Okay.
lấy chìa khóa trong yên bình lặng. Sau đó đi đâu? Thank you.
lại này. Sắp tan chân thế nhở. Trời ơi, bị thương nặng quá rồi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Tạm biệt.